Gần đây trên trang cá nhân của mình, Antonella Roccuzzo, vợ của tiền đạo Lionel Messi, đã đăng tải một bộ ảnh lộng lẫy khi cô tham dự một sự kiện nổi tiếng về trang sức. Antonella tỏa sáng với vẻ đẹp nóng bỏng trong chiếc váy quyến rũ, khoe vòng một và đôi chân dài mơ màng của mình. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười hiền lành, phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Dưới bài đăng của Antonella, Messi đã để lại một bình luận bằng biểu tượng mặt cười với đôi mắt hình trái tim để thể hiện tình yêu của mình. Trên mạng xã hội, Messi hiếm khi tương tác với vợ. Nếu có, anh cũng chỉ thường sử dụng những biểu tượng. Tuy nhiên, tình yêu mà Messi dành cho Antonella vẫn luôn khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Khi hai người xuất hiện cùng nhau trong cuộc sống hàng ngày, Messi luôn dành ánh mắt dịu dàng, say đắm cho vợ của mình. Messi từng nói, "Vợ tôi, với tất cả những thiệt thòi trong lòng, đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi." Anh đã ở bên người vợ xinh đẹp của mình từ khi còn là một thiếu niên và Messi có lý do rõ ràng khiến anh không bao giờ thân thiết với những người phụ nữ khác. Khi Messi còn nhỏ, anh chỉ là một cậu bé mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Dù chưa hiểu gì về tình yêu, nhưng vào ngày hôm đó, anh đã ngồi vào chiếc bàn trong phòng của mình, nhặt một mảnh giấy, một cây bút lên và bắt đầu viết. Antonella, anh chỉ muốn cưới em làm vợ. Kể từ ngày ấy, Messi đã nguyện con tim mình chỉ dành cho cô bé xinh đẹp từng cùng anh lớn lên khi còn nhỏ. Đám cưới của Messi năm 2017 ở Rosario là một sự kiện lớn, thường được gọi là đám cưới thế kỷ. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Hơn 250 bạn bè và gia đình, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất của làng bóng đá, đã đạp những chuyến bay đến Argentina để xem ngôi sao thể thao này kết hôn tại khu vực phức hợp khách sạn sang trọng City Center Complex ở Rosario. Điện thoại di động bị cấm sử dụng trong sự kiện này và nhân viên đã thề phải giữ bí mật. Messi cũng huy động 450 cảnh sát để giúp kiểm soát mọi thứ trong ngày trọng đại của họ. Các thành viên báo chí được chọn đã xếp hàng bên ngoài lối vào địa điểm và khách mời bước xuống thảm đỏ để được phỏng vấn, chụp ảnh hay đi qua một lối vào kín đáo. Samuel Eto'o là vị khách đầu tiên bước trên thảm đỏ và theo sau là Sergio Aguero, Cesc Fabregas và Daniel Simon xuất hiện trước khi Esquenzien Lavezzi đến khách sạn. Neymar cũng có mặt, trong khi Xabi Alonso và Carles Puyol cũng xuất hiện trên thảm đỏ. Khách nữ được khuyến khích mang theo 3 chiếc váy để tránh đụng hàng, lặp lại quần áo, thậm chí cả màu sắc và họa tiết, trong khi khách nam được yêu cầu mang theo 3 loại áo sơ mi khác nhau. Đám cưới đã thành công. Messi và Antonella thề nguyện trong đám cưới với cậu con trai cả Thiago ngồi bên cạnh họ. Messi cũng thể hiện sự lãng mạn của mình khi sắp xếp để ca sĩ người Argentina Abel Pintos gây bất ngờ cho Antonella khi kết thúc buổi lễ bằng bài hát yêu thích của cô, Sin Principio Ni Final. Có thông tin cho rằng anh mong muốn trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới để mang lại cuộc sống tuyệt vời cho Roccuzzo. Tuy nhiên, sau khi họ kết hôn, rất nhiều fan nữ đã cố gắng kiểm tra sự chung thủy của anh. Từng có fan hâm mộ cuồng nhiệt đáng chú ý, người có ảnh hưởng, thậm chí có fan xăm hình Messi trên cơ thể và gửi cho anh ấy những bức ảnh cô ta mặc áo đấu. Phản ứng của Messi rất nhanh, anh kịp thời chặn cô lại. Đúng vậy, Roccuzzo luôn xinh đẹp và quyến rũ, nhưng sự chung thủy của Messi với vợ không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, nhiều người nhận thấy Messi tỏ ra lúng túng khi chụp ảnh cùng với những người phụ nữ khác. Anh ấy thường đứng trong một tư thế khác thường, hai tay để bên hông hoặc tay đút trong túi và tránh vòng qua người phụ nữ trong ảnh. Khi chụp ảnh cùng với những người mẫu nữ, Messi đứng yên hình nộm để tránh bị nghi ngờ. Khi nữ trợ lý nhoài người chỉnh micro cho anh, do cô này mặc áo hở ngực, Messi lập tức quay đầu đi để tránh phải nhìn vào phần nhạy cảm. Hành vi này được cho là vì siêu sao bóng đá muốn ngăn giới truyền thông hiểu sai các bức ảnh và ám chỉ điều gì đó không đúng đắn. Ngay cả khi chụp ảnh với Shakira, vợ cũ của Piqué, anh vẫn giữ khoảng cách, nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ hoàn toàn chỉ là bạn bè. Thậm chí, Messi còn nhiều lần thể hiện tình cảm với vợ của mình trước ống kính, nên bị gọi đùa là chuẩn mực đạo đức đàn ông đã hoàn thành sổ tay đạo đức. Cam kết của Messi trong việc duy trì ranh giới với những phụ nữ bên ngoài xã hội là tấm gương thực tế nhất cho những người đàn ông đã có gia đình, đặc biệt là những người ở trong môi trường nhiều cám dỗ. Messi ưu tiên cuộc sống riêng tư với Roccuzzo và các con của anh, liên tục nhấn mạnh sự tận tâm, kiên định của mình dành cho cô gái từ thời ấu thơ. Mức độ chung thủy này thực sự là hiếm có và đáng ngưỡng mộ. Có vô số câu chuyện chứng minh Messi yêu vợ đến mức nào. Năm 34 tuổi, Enfunga giành được danh hiệu đầu tiên với đội tuyển Argentina là Copa America. Và hôm ấy, người đầu tiên mà Messi gọi về thông báo là Antonella, vợ anh. Nhìn gương mặt Messi nói chuyện với vợ, có thể biết anh vui đến nhường nào. Thậm chí, thỉnh thoảng anh còn đưa chiếc huy chương ra rồi giơ lên màn hình khoe, y hệt như một đứa trẻ vui vẻ được quà. Và sau khi bay từ Brazil về nước, vợ của Messi đã đến tận sân bay để chờ đón chồng. Khoảnh khắc cô chạy ùa ra, ôm chặt lấy nam cầu thủ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Messi cũng lãng mạn không kém khi ôm chặt vợ vào lòng rồi trao lên môi cô một nụ hôn. Ngay lập tức, khoảnh khắc vui mừng này của đôi vợ chồng được đăng tải khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới anh
cũng như không khỏi ghen tị trước khoảnh khắc tình bể bình này. Nhiều chị em còn nhận định, đời này phải kiếm được người chồng như Messi, vừa giỏi, giàu có, đẹp trai, lại yêu thương vợ hết mực. Và có lẽ các đức ông chồng bừa bãi sẽ bị sốc nếu biết rằng Messi gọn gàng đến mức chẳng cần đến người giúp việc dọn dẹp. Enpulga tiết lộ, anh muốn các thành viên trong gia đình phải ngồi đúng vị trí trên bàn ăn trong mỗi bữa sáng. Messi bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp và trình tự, trái ngược với những bước chạy phóng khoáng và khó lường trên sân cỏ. Trước khi đi ngủ, tôi phải dọn bàn ăn sạch sẽ cho bữa sáng. Và trong bữa sáng, các thành viên trong gia đình phải ngồi đúng vị trí. Mỗi khi về nhà, tôi phải cởi giày ra ngay trước khi bước vào. Còn một số thói quen nữa, nhưng tôi muốn giữ cho riêng mình. Tại nước Mỹ, Messi không mất nhiều thời gian để giúp cả gia đình hòa nhập với cuộc sống ở đây. Chỉ sau 3 ngày đặt chân đến đất Mỹ, Messi đã cùng bà xã Antonella và hai quý tử đi mua sắm ở Publix, một siêu thị mang tính biểu tượng của dân địa phương. Publix thực tế cũng là một nhà tài trợ của Inter Miami. Nhưng điều đó không phủ nhận được một sự thật rằng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đang có những giây phút bình thường hiếm hoi trong đời mình. Văn hóa Mỹ khiến cho những người dân phản ứng bình thản hơn khi thấy những ngôi sao nổi tiếng. Hiển nhiên vẫn sẽ có những ngoại lệ, nhưng chuyện các thần tượng showbiz hòa mình vào đám đông là việc thường ngày ở xứ sở cờ hoa. Đó có lẽ là một nguyên nhân không nhỏ thúc đẩy Messi ký hợp đồng với Inter Miami, chuyển đến một nơi không có cả áp lực chuyên môn lẫn đời tư. Messi có nhiều tấm gương để nói theo, nổi tiếng nhất là Jorge, người được xem là cầu thủ bóng đá kiêm người của công chúng đầu tiên. Chuyển tới câu lạc bộ Fort Lauderdale Strikers của Mỹ năm 1978, tưởng như là thất bại đau đớn trong đời Best, nhưng hóa ra đó lại là một quyết định sáng suốt nhất. Đại diện của Best có nói rằng: "Best thực sự hạnh phúc vì thoát khỏi vương quốc Anh, nơi đi đâu cũng có những người chĩa máy ảnh vào mặt. Sống ở Mỹ, ông ấy gần như vô danh. Phải mất bao nhiêu tiền để mời Best đến Mỹ? Thú thực, ông ấy sẵn sàng thi đấu miễn phí để được ở đây. Vì muốn một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc, giản dị mà đong đầy yêu thương mà Messi đến Mỹ. Anh vẫn nhung nhớ bóng đá đỉnh cao, thèm muốn được nâng chiếc cúp Champions League một lần nữa. Nhưng vì vợ, Messi gạt lại tất cả. Bởi thế cho nên đừng hỏi vì sao Messi không bao giờ ôm phụ nữ lạ ngoài vợ."